Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Dạ, đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, hiện tại cái nhà thì Lê Trung đang đứng ở trên một cái con lộ. Lê Trung đang trên đường mà đi giúp cho cái vong nữ, cái vong mà LGBT á, cách đây khoảng mười mấy cây số gì đó cả nhà. Lê Trung chạy về tới cái đoạn đường này thì Lê Trung mới vừa chạy ngang một cái cây cầu khỉ cả nhà, và Lê Trung thấy trên cái cầu khỉ đó có một cái bóng trắng, và do là cái xe đang chạy tốc độ rồi Lê Trung không có thắng ngay cái cầu được. Với lại thì Lê Trung cũng không có xác định được đó là có phải là người hay không, hay là vong linh đó, cho nên là Lê Trung mới chạy qua luôn. Là Lê Trung đến vị trí này cách khoảng mười mấy thước vậy đó cả nhà, để Lê Trung ráp máy quay. Rồi Lê Trung cũng muốn quay lại xem là người ta hay là vong linh, mà Lê Trung nghĩ là giờ này thì cái mà nói về người ta thì nó cũng không có chiếm nhiều phần trăm đâu. Theo như suy đoán của Lê Trung thì nó hết 70% là vong linh rồi, chỉ có 30% là người ta thôi. Nhưng mà bây giờ mình cũng không dám chắc chắn được, tại vì lúc đó thì Lê Trung, lúc nãy thì Lê Trung chạy ngang thì Lê Trung thấy có một cái bóng trắng này mà ngồi giữa cái cầu đó. Bây giờ thì Lê Trung cũng đã ráp máy xong rồi, để Lê Trung nói với cả nhà một vài câu khác rồi là Lê Trung sẽ mời cả nhà mình, chúng ta sẽ tiến lại ngay cái cầu khỉ này nè, để tìm hiểu xem đó là người ta hay là vong linh. Hiện tại thì lúc mà nãy Lê Trung vào, Lê Trung giúp cho cái vong LGBT đó thì 11 giờ mấy rồi. Bây giờ thì nó cũng khoảng là gần 1 giờ rồi cả nhà. Lê Trung nghĩ là cái xác suất mà người ta còn xuất hiện ở tại đây thì rất là thấp. Cho nên là Lê Trung mới ráp máy luôn, để mà nếu mà lại đó có gặp vong linh á, thì Lê Trung sẽ giúp cho vong linh luôn, giúp cho vong để mà ăn uống rồi này kia, đó là mình sẽ giúp cho đi về chùa để tu luôn cả nhà. Dạ rồi, thì cả nhà, cái cầu khỉ nó cách đây lại đẳng một xíu nữa cả nhà. Đây, hình như là Lê Trung thấy còn cái bóng trắng nữa cả nhà. Không biết là cả nhà mình cái máy quay của Lê Trung nó có quay được hay không. Thì mình thấy hình như là còn cái bóng trắng đang ngồi đó cả. Đây, kìa, đúng rồi, còn đây cả nhà. Đây, đặt cái máy xuống đây. Cả nhà thấy không? Có đặt máy gì thế nhỉ? Đâu nghe để mình đặt con, để Lê Trung hỏi thử có phải là vong hay là người ta vậy? Dạ xin chào, cho hỏi có phải là vong linh hay là người ta vậy ạ? Có phải là vong linh không ạ? Dạ xin chào. Ê gì vậy, đừng có nhảy xuống, chỗ này sâu lắm á, nhảy xuống dưới là chết á, lên không được đâu, sâu với lại là toàn là lục bình không hả? Sao vậy, sao là nghỉ quẩn người ta hả? Tao nghĩ thì kệ tao, có liên quan gì tới mày đâu. Ủa rồi tự nhiên mình nhảy làm chi, thì nhảy xuống dưới đó làm chi, để tôi có gì thôi, đừng có nhảy. Bây giờ á là nói nghe nè, bây giờ cái gì nó cũng còn cái được con đường giải quyết hết trơn á, đâu có cần phải mà tự tử gì đâu. Cho tôi hỏi là người ta phải không, có phải người ta không vậy? Mày hỏi làm chi? Thì nói chung á là tôi hỏi, tôi muốn giúp đỡ cho các vị thôi chứ tôi biết là nhiều khi đó là các vị có cái điều gì đó nó quẩn khúc, các vị muốn nguyên sinh thì bây giờ thôi đi, bây giờ vô trong đây đi, rồi ngồi nói chuyện với tôi, rồi tôi coi được, tôi giúp được cái gì đó tôi giúp cho. Tuy rằng là tôi là không có giàu có gì, nhưng mà tôi sẽ có thể là giúp được cho anh một chút gì đó được không? Có liên quan gì tới mày đâu, thì ở đâu tới đây mà mày rồi giúp đỡ cái gì? Thì ơi, tôi nói cho anh nghe nè, bây giờ á thì tôi thì cũng lỡ đường đi ngang đây, thì tôi thấy anh ngồi ở đây, thì bây giờ là anh có cái gì mà nó khó xử thì bây giờ là cứ giải bài ra đi, rồi anh em mình là cùng nhau mà san sẻ coi cái khúc mắc của anh đi, rồi để tôi giúp cho. Tuy rằng là tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có thể giúp cho anh bằng cái đường khác được không? Dám mày giúp được tao chắc
ở đó mà mạnh miệng. Thì bây giờ á, là anh em không thì bây giờ cái chuyện gì á, là anh phải nói thì tôi mới biết là tôi có giúp cho anh được hay không thôi, chứ bây giờ anh không nói thì làm sao tôi biết tôi giúp cho anh được. Đâu, không có tin đâu. Sao mà bây giờ á, tôi nói với anh là bây giờ á, là anh tin hay không tin thì tôi cũng có ý tôi muốn giúp cho anh bây giờ á. Bây giờ anh vô đây đi, anh nói chuyện với tôi đi. Tao không vô đó, rồi mày làm gì tao nè. Vậy anh cho tôi hỏi cái, anh là hồn ma hay là anh là người ta vậy? Tao là cái gì kệ tao, có liên quan gì tới mày đâu. Sao mà tôi thấy anh giống như là giống linh hay gì á. Sẵn, nói chung là gần xíu rồi. Anh giống linh phải không? Có phải là giống linh không vậy? Sao thấy giống giống linh dữ vậy trời? Bây giờ đó là giống linh đúng không? Có cái gì khuất tức thì bây giờ đó là mình đó là trò chuyện với nhau đi. Chứ bây giờ là đâu có cái gì đâu khó. À, giống linh mà. Tao là cái gì kệ tao đi, mày quan tâm làm cái gì, mày rảnh quá. Trời ơi, tôi là người á, là chuyên đi cúng kiến cho vong linh dùng, rồi cũng muốn giúp cho vong đi về chùa để tu hành đó. Thì bây giờ nó là hoan hỷ đi, rồi giao tiếp với tôi đi, tôi muốn giúp đỡ cho các vị thôi. Giúp đỡ cái gì mà giúp đỡ. Ê, đâu rồi? Ở đâu rồi? Tao là ma đây nè, mày bị tao gạt rồi. Tại tôi vô đây tôi giúp đỡ cho mà tôi đâu có làm gì đâu, tự nhiên sao tôi xuống đây giúp đỡ cái gì? Vô đây mày phá đám tao thì có phá đâu phá, trời tôi có đem cơm nước đồ trong ba lô một đống trong kẹ. Tao không có tin đâu, không có ai mà có lòng tốt mà đi giúp đỡ những vong linh mà chết quan chết thiểu như tụi tao đâu. Trời trời, sao không có tôi nè. Mày nói dốc, tao không có tin. Bây giờ tôi muốn giúp cho ông mà ông đánh tôi phải không? Ông đừng có trách, đừng có hối hận nha. Nó biến mất tiêu à. Trời trời, sao lên đi chợ. Ôi dạ, tao tạo xíu nó lọt luôn chứ. Đấy bà nội. Trời hình xíu rồi, đẩy cái cây này luôn nè cả nhà. Xíu lọt dưới là thấy bà nội rồi. Làm gì giật mình vậy? Ở đâu mà có? Tôi xong hả? Sáng xong. Tôi vô đây để tôi giúp đỡ cho mà làm gì mà xô tôi xíu nữa là tôi té rồi, quánh tôi xíu nữa là tôi té xuống sông luôn rồi. Ý chỗ này nó sâu không? Nãy tao nhẹ tay chứ. Phải tao mạnh tay cái là cho mày lột xuống sông rồi cho mày lạnh chơi. Lạnh chơi. Quánh cho ông hồn siêu hết tán luôn bây giờ chứ ở đó mà lạnh chơi. Mày làm gì mà quánh được tao? Mày là ai mà mày đòi vô đây mà quánh tao hồn chưa có tấn. Bài đặt ở đâu học được phép thuật mà bài đặt biến nữa. Tao học ở đâu kệ tao, liên quan gì tới. Bây giờ sao? Bây giờ muốn kiếm chuyện đúng không? Tụi mà không muốn rượu phạt phải không? Tao muốn kiếm chuyện nữa mà làm gì tao. Giỏi đi vô đây. Mày làm gì được tao nè, tao thách mày luôn đó. Rồi tao đi vô nè, mày làm gì được tao. Đánh. Ui. Sao hả? Rồi, xong rồi, bị trói luôn rồi. Mày làm gì mà tao cứng vậy hả?
Làm gì tối cứ hả? Bỏ tật. Bây giờ chưa đâu, bây giờ còn cái này nữa nè, mấy mệt nè. Lối điện. Khó chịu quá. Sao sợ chưa? Mình làm gì? Mình có điện ở đâu mà giật tao khó chịu quá. Tao bị rối rồi, tao bị điện nữa. Khó chịu quá. Để tôi vô đây để mà tôi cúng kiến cho ăn uống, rồi tôi đưa về chùa để mà tu hành. Còn không chịu mày đặt sậu sậu nữa. Quỷ ma đến từ đâu đây? Sao lại là dắt chưởng ở tại ngay cái cầu này? Tàu hả? Tàu đến từ cái sông đó đó. Dưới sông này luôn hả? Ừ. Chết ở dưới này hay gì? Ừ. Làm gì mà mày trối tao rồi mày đánh tao á, điện giật cái khó. Chứ bây giờ đó, rồi nãy tôi vô tôi cúng kiến cho tôi nói để tôi cúng kiến cho tôi ra, tôi muốn trò chuyện giao tiếp. Rồi làm gì quánh tôi chi? Chứ tôi không quánh lại. Thì ra mày là thầy pháp hay mày là pháp sư gì mày có phép rồi mày lâu điện rồi cái gì mày trối tao hả? Chứ gì nữa? Tôi là tôi không có phải thầy pháp, không phải pháp sư gì trơn á. Chứ làm sao mà mày biết được mấy cái thật đó? Tại vì tôi á là người chuyên gia đi với là cúng kiến cho vong, giúp đỡ cho vong đi về chùa tu. Tôi phải đối mặt đấy rất là nhiều cái nguy hiểm, cho nên đó là thầy tôi mới là dạy cho tôi một số cái bài phép, một số cái là chiêu thức để mà tôi là phòng thân thôi. Để tránh và gặp những cái trường hợp đó là như ông đó, là tấn công bất ngờ như vậy đó, là không có phép thì sao mà chịu nổi. Thì ra là vậy. Thấy thằng gì tao nãy giờ á thua mày vậy, mày còn lên được. Thì ra là mày á biết chút võ rồi biết chút phép thuật, hên là nhờ đó là tôi lẹ tay tôi chụp được cái cây, chứ không thôi là rớt xuống dưới đó là chắc cũng khó lên. Mày trội tao cứng quá vậy, mày thả tao ra coi. Thả gì mà thả, bây giờ là ngoan cố không có chịu để tôi giúp đỡ thì tôi trối vậy là tôi bỏ vô hồ lô luôn. Giờ sao, giờ muốn ăn hay là muốn vô hồ lô? Sao mày biết tao đói mà tôi ở đây mà cho tao ăn, mày đi kiếm tao? Sao không biết, tôi không biết thì tôi đi sao mà tôi đi cúng cho vong ăn được. Tôi phải biết vong đói với vong khác, rồi vong cực khổ như thế nào tôi mới đi cúng cho vong chứ. Bây giờ tôi không biết sao tôi đi cúng chị. Tao không tin đâu, tao không tin mày cúng kiến cho tao đâu. Bây giờ không tin bắt buộc, không tin cũng phải tin nữa. Chứ không tin là bây giờ là cà chớn cà cháu là hồi là bỏ vô hồ lô đem về là lấy lửa đốt. Còn mày bỏ tao vô đó rồi có tác dụng gì không? Bỏ vô đó thì lấy lửa đó, nhốt lại lấy lửa đốt chơi vậy chứ có tác dụng gì đâu. Mày rảnh quá tự nhiên cái mày đi bắt tao vô đó cái mày nhốt đó. Chứ ai biểu lị? Tôi nói đây tôi cúng cho ăn mà không chịu quánh tôi nữa. Hên giờ đó là giờ tôi lẹ tay thôi là cũng no nước rồi. Còn tôi không biết bơi nữa. Mà cũng tại mày không à. Tao á ở đây có một mình tao rồi, tao ở đây thì kệ tao đi, rồi mày đi đâu rồi mày đi vô đây rồi mày gặp tao rồi mày tối tao lợi vậy rồi mày dùng cái điện gì nữa giật tao á. Chứ mắc gì nếu mà không muốn tôi giúp đỡ thì sao tự nhiên tôi chạy xe ngang đây rồi hiện ra cho tôi thấy anh chị. Thì tao ở cái cầu này vậy đó, rồi có liên quan gì tới mày đâu. Chứ bây giờ là cái cầu này là cũng cầu của người dân, người ta qua lại rồi dắt dưỡng ở đây rồi sao người ta đi qua đi lại. Bộ tính ở đây tính hù cho người ta hả vậy, cho người ta té xuống đây rồi chết theo hay gì? Tại tao mất ở khúc sông này nè, mà tao thấy cái cầu này cao á, cho nên là tao ở đây mà tao xuất hiện một đêm không à. Ban ngày tao đâu có xuất hiện đâu. Xuất hiện một đêm không hả? Ừ. Rồi xuất hiện ra rồi là ngồi vậy chơi đó hả? Ngồi vậy dụ người ta nhẹ dạ, người ta đi lại đừng xô xuống gì đó hả? Xô chi, tại mày không á chứ. Mày gì tôi lại tôi muốn giao tiếp, tôi thấy ông tôi tưởng đâu mới đầu tôi tưởng ông là người ta không. Ra gần tới thì tôi mới biết ông là vong linh. Chứ nào giờ tôi ở khúc sông này, tôi ở trên cái cầu này á, tôi có làm hại ai đâu. Không hại một xíu nó không hại tôi rồi, không hại gì. Tôi thấy tôi ghét mày á. Làm gì ghét? Ăn hết cổ ông hả? Chứ gì nữa. Tao đang ngồi thẫn thờ tôi nhớ lại cái khoảng thời gian của tao sống lúc trước á. Mày lợi mày phá đám. Phá gì đâu, tôi vô đây tôi muốn cúng kiến cho ông ăn uống phá đám gì bỏ không đói hay gì. Cúng kiến mà nãy giờ nói không mà tao có thấy cúng kiến là cái gì đâu.
chứ nãy giờ có chứ làm gì có chứ nãy giờ tôi kêu để tôi cúng cho ông có chịu đâu mà giờ nói đâu mày cúng kiến đâu mày bài mày đem theo cái gì đâu mày bài ra đâu đâu tao coi cái vậy mà nói chứ mày đặt là đi giúp dông rồi giúp những quan ông đợi phòng. Ông đợi tôi một xíu để tôi sửa cái cam lại rồi sửa cái đèn lại rồi tôi cúng cho Trang. Bây giờ tôi bày ra tôi cúng nè. Trời nó xô xuống dưới cũng sáng ít ác quá. Đúng là ác như quỷ. Rồi bây giờ nè tôi bày ra tôi cúng nè. Rồi coi ăn được thì ăn, còn không ăn được thì bỏ vô hồ lô. Vậy thôi. Giờ muốn sáng luôn rồi, chưa được nghỉ ngơi nữa mà gặp còn bị xô cái này nữa. Chán thiệt. Hồi nãy mày thấy tao chạy luôn là có bị xô không quay lại gì. Nghĩ sao chạy luôn hả? Tôi đi giúp vong, đi cúng kiến cho vong dùng, thấy vong rồi không biết có phải là vong không, lỡ người ta ngồi đây người ta nghỉ quẩn, người ta nhảy xuống đó làm sao. Tôi cũng muốn cười là ai biết đâu. Rồi chai nước rất là mất tiêu luôn rồi trời. Đã chạy lên quýnh rớt tiêu chai nước luôn rồi. Phải hôm đó hả, là nãy mày chạy ngang mày thấy tao cái mày quảng quá rồi mày lạng rồi cái nó rớt cái gì. Quảng dữ lắm. Quảng cho ông ạ. Tôi quảng mà tôi dám quay lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Tổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vị vong linh đang trú ngụ trên cục tổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho các vị vong linh đang trú ngụ trên cục tổ của các ngài các ông ra đây để nhận hưởng những phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đói lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, rồi bây giờ đó tôi khấn vái đồ xong này kia hết rồi đó. Bây giờ ra đó ăn đi, có cơm nữa, cơm đó với bánh trái đó, nước làm nãy tôi làm rớt cho nước ăn đỡ đi, đỡ cơm ấy đi. Ơi thôi mày ở trên nó mày ăn luôn đi. Sao ạ? À? Quên. Mày bài ra mày ăn luôn đi chứ mày chối tao đây cứ ngắt rồi sao tao đi gì được nữa, lên đó mà ăn. Dạ. Biết làm gì nữa, nó nuôi thầy pháp rồi thử cái gì đó mà nó có cái mi cái món bỏ bối đã thật chứ cái gì điện rồi ấy nữa trói mình lại nữa chứ giờ thấy nó cũng đồ ăn nhiều quá ngon quá thì để mình lên mình ăn mới được. Ủa, có cơm trái cây bánh nào nữa đã chứ hả. Giờ nó bày ra đây đây nó cúng kiến rồi vậy mình bữa nay được cơ hội tốt rồi, bữa nay có đồ ăn rồi. Giờ mình nhào vô mình ăn liền chứ
đói quá rồi chứ sao giờ nữa. Mình trước tiên mình phải xá một vài xá mới được. Công nhận mình chết ở dưới sông á, lạnh lẽo quá xá luôn. Nay có người đốt nhang cho mình ngửi cái mùi nhang á, nó ấm nó đỡ gì đâu. Phải chi ngày nào cũng có người đốt nhang cho mình vậy, mình hưởng mùi nhang vậy á, là đâu có phải là nó lạnh. Mình coi kìa, cơm này cơm với gì đây. Ôi ôi, cơm trái ngon quá hả. Đã lâu rồi không có ai cúng cơm cho mình hết. Nay tự nhiên có cái thằng này vô đây, nó cho mình ăn cơm chay. Cơm chay ngon quá.
Sao rồi? Giờ ăn uống cơm nước bánh trái của tôi xong rồi giờ thấy sao? Thấy ngon mày ơi. Ngờ tôi tưởng là mày nói chơi không mà ai ngờ mày làm thiệt có thiệt. Nghĩ sao nó chơi mà giờ này là 2-3 giờ sáng rồi nó chơi gì cho nội? Ủa, bộ mày không sợ ma hay gì mà mày đi làm cái chuyện này vậy? Sợ gì mà sợ? Đúng rồi, nói chung là sợ thì cũng phải sợ rồi, sao không sợ được? Nhưng mà làm nhiều, gặp nhiều, rồi giao tiếp nhiều thì nó cũng từ từ nó cũng đỡ sợ, nó không còn sợ nữa. Chứ ai mà không sợ ma không nội? Vậy đây ông nói ông chết với con sông này là ông chết ở đâu? Ở ngoài sông lớn hay là trong cái ngọn sông nhỏ này? Ở ngoài ngã ba ngoài kia kìa. Là ông chết ngoài ngã ba ngoài đó luôn hả? Đúng vậy. Rồi sao chết? Chết đuối hay gì? Tao bị con vợ của tao với lại mối tình đầu của nó là người yêu đầu tiên của nó đó cho tao uống thuốc mê rồi nó trói tao lại, nó cột tao lại, nó quấn tao lại xong rồi nó cột vô mấy tảng đá lớn nó giục tao xuống sông. Trời ơi. Rồi tao rớt xuống dưới á, tao bị ngợp nước, tao dại dữ lắm. Nhưng mà có ai đâu còn cứu tao. Chết rồi á, cái hơi tao nó hết rồi tao chết luôn. Rồi sao mà tự nhiên sao mà vợ ông giết ông? Vợ ông ông nói là vợ ông với mối tình đầu là làm sao? Là con vợ tao quen cái thằng đó đó. Là hai người mới lớn nha lên nhau đó, rồi yêu nhau thương nhau đó. Vì một lý do nào đó là hai người mới đến nhau không được. Sau này á tao á thì tao đi làm nghề tài xế. Tài xế xe ủi á. Rồi tao đi làm cái đoạn đường đi ngang á, chỗ vợ tao nè. Rồi tao thấy vậy á, cổ cũng dễ thương cũng xinh đẹp rồi. Rồi tao mới quen lân la rồi. Mới quen rồi tao mới cưới cổ làm vợ. Rồi tao ở với cổ được thời gian có đứa con. Mà mày cũng biết rồi. Cái nghề tài xế đi làm công trình nè. Đâu phải đi làm gần nhà đâu, đi làm xa lắm. Mà đi có khi có tuần lễ, có khi 2 tuần, có khi 1 tháng mới về 1 lần đúng không? Rồi viết rồi cổ ở nhà con mình buồn. Đâu có ai đâu tâm sự, đâu có ai đâu hữu hỉ nói chuyện gì đâu. Chỉ có 2 mẹ con ở nhà thôi. Rồi biết rồi vợ tao nó chịu hết nổi. Mà sao mà vô tình gặp lại cái người yêu cũ đó đó. Rồi con vợ tao mới kể hết đầu đuôi chuyện là tao đi làm rồi này kia bỏ bê vậy đó. Rồi cái thằng người yêu cũ á nó bắt được cái mánh khóe đó rồi nó mới an ủi đồ. Hỏi thăm nó quan tâm nó chăm sóc đồ. Nó mua bánh trái rồi đồ ăn đồ uống đồ lợi cho con tao với vợ của tao. Rồi viết rồi vợ tao á nó ở nó ăn nằm với thằng đó luôn. Mà tao đi làm tao đâu có biết đâu. Còn tao đi nếu mà chừng nào tao rảnh tao không có làm nữa tao xin nghỉ 1-2 ngày là tao phải điện trước vợ tao rồi tao mới về. Cho nên là về tao đâu có gặp. Con tao lúc đó thì nó cũng 7 tuổi rồi. Rồi về tao mới hỏi là con á con ở nhà với mẹ về con có sợ ma đồ không, có sợ ông kẹ đồ không? Rồi con tao nó mới trả lời là ba ơi, nhà mình á cái lúc mà ba đi làm á là có ông kẹ ông vô á. Nó hỏi con có thấy ông kẹ ra làm sao không mà con biết. Nói là mẹ nói là có ông kẹ ông vô mà
nửa đêm á, con giật mình vậy, con thức dậy á, là con nghe á, tiếng á, đàn ông á, là sát bên con á, nói chuyện với mẹ á. Ừ. Con mới hỏi là mẹ ơi, cái tiếng của ai mà nói chuyện mà không có giống cái tiếng của ba vậy? Ừ. Là mẹ nói là ông kẹ đó con. Ừ. Mẹ hù ông kẹ để cho ông đi á, ông không có vô nhà của mình á. Ừ. Con nhắm mắt con ngủ đi. Rồi á, tao nghe vậy á thì tao phì, tao cười, tao tưởng đâu là con tao nó nói chơi không à. Ừ. Tao cũng không để ý gì hết trơn á. Ừ. Cái lần sau nữa tao đi làm tao về, rồi con tao nó mới nói là ba ơi, ba đi làm về ba có mua sữa có mua bánh cho con không? Ừ. Thôi ba về gấp quá, với lại cũng tối nữa là ba không có ghé chợ mua được. Ừ. Để mai đi rồi ba mua về cho con. Thôi, ba không về, ba về mà ba không mua cho con gì hết trơn á. Chẳng bù với lại cái chú kia, trong lúc ba đi làm á, cái chú kia mua sữa nè con nè, mua bánh cho con nè, mua đồ chơi cho con nè, mua lắp ráp cho con nữa. Ừ. Nói ủa cái chú nào? Nó phải là cái chú ba là em của ba không? Ừ. Không có phải chú ba, chú ba đâu có tới nhà mình đâu. Ừ. Thấy cái chú này lạ lắm á, mà tới đây á, ăn cơm, ngồi ăn cơm chung với con rồi á, ngày thì ở nhà với mẹ, rồi tối á, vô ngủ chung với mẹ với con nữa. Ừ. Ôi ơi, lúc đó hả, là nghe nó muốn chán dán mặt mày vậy đó. Ừ. Nói trời ơi, mình đi làm hôm nay có khi nào con vợ của mình nó cấm sừng mình không? Ừ. Lúc đó tao mới nghi ngờ rồi, mới nhiều lúc mình đi làm mình không có quan tâm chăm sóc vợ mình á, rồi nó ngoại tình cũng không chừng. Ừ. Rồi tao mới rút kinh nghiệm là tao đi làm rồi về tao đâu có báo cho con vợ với con tao biết đâu. Ừ. Đợt sau tao về là cái lần thứ ba tao về á, ban đêm mà. Ừ. Rồi á, tao về chắc 8 giờ tối, rồi tao đi về nhà, tao đậu xe ở xa lắm. Ừ. Tao đi bộ về, rồi tao đi vô, tao đi vòng ra hè, tao mở cửa nhẹ 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 rồi tao đi vô. Ừ. Tao đi vô ngay chỗ cái buồng của tao với vợ tao ngủ đó. Ừ. Là tao nghe gì trong đó nói chuyện xí xô xí xào gì á. Ừ. Là tao nghe tiếng con vợ của tao nó nói là anh ơi, anh là mối tình đầu của em. Ừ. Em thương anh nhiều lắm, cho dù em có chồng nhưng mà em chỉ thương chồng của em có nửa hả. Ừ. Còn nửa hả, lúc nào tâm trí em cũng nghĩ đến anh hết trơn. Phải chi lúc đó hai đứa mình không có gặp chuyện trục trặc đó thì hai đứa mình đã thành vợ thành chồng rồi. Ừ. Cái thằng đó nó nói là em đối với anh là cả cuộc đời, thiếu em anh sống không nổi đâu. Ừ. Hay là em thôi chồng của em đi, em đến với anh đi, kinh tế thì anh cũng có sẵn rồi, anh về anh lo cho hai mẹ con cho đầy đủ, chứ em lấy ngay chồng tài xế này á, nó đi gài đây mai đó, nhiều khi á nó có ghệ có gọc mà nó ngoại tình, nó cặp bồ đủ thứ hết, rồi lúc đó em đau khổ nữa. Ôi rồi tao nghe cái tao cũng đỏ mặt tía tai luôn. Yeah. Tao đâu có làm tầm bậy tầm bạ vậy đâu, tao chỉ nghĩ tới vợ con đi làm tao đem tiền về thôi. Ừ. Mà không ngờ cái thằng đó nói tao vậy đó, tao quá rồi tao nóng luôn. Ừ. Tao tính nhào vô tao quýnh hai đứa đó luôn rồi, nhưng mà để tao gán kìm lại thử coi hai đứa nó nói gì. Ừ. Con vợ của tao nó nói là em cũng không biết là chồng của em có đi có làm chuyện vậy không, chứ á là đi làm về tiện nhiêu là đưa cho em hết trơn nhiêu à. Ừ.
chứ không có hao hụt, tại vì lần nào cũng đưa theo lần ấy vậy đó. Rồi cái thằng đó mới nói là coi chừng nó nhiếm đó. Như đi nó đi làm được 3 triệu nó đưa cho em 2 triệu rồi nó giữ 1 triệu rồi sao em biết được. Để nó cho nó chu cấp cho con kia con khác ăn rồi làm sao. Rồi vợ của tao nó im ru mà nó không nói gì hết trơn. Rồi thằng đó mới nói nữa là anh thấy là anh với em qua lại về kiện vậy á, là có khi nào chồng em về bất ngờ đó, rồi phát hiện ra hai đứa mình ăn nằm với nhau gì không? Con vợ tao nó nói là không có đâu anh ơi, anh cứ yên tâm đi, anh ở đây ngủ với em đi. Chồng của em á về lần nào á cũng gọi điện trước cho em hết trơn á. Không có chuyện mà anh về bất ngờ đâu. Với lại á, anh ngủ với em đi, em ngủ một mình em cũng sợ lắm. Có anh á, nằm kế bên ôm em ngủ á, em hạnh phúc lắm. Ôi ôi, tôi nghe tới khúc đó là ruột gan dị tao như đứt từng đoạn luôn. Nở lòng nào mà con vợ tao thương. Tôi đi mần về tao lo cho nó mà nó nói vậy đó. Rồi tao mới gỡ cái cửa buồn lên, tôi đi vô tôi bật đèn lên. Tao thấy hai đứa đâu nó ở trần cái chuồng đời nào rồi. Là tao nghi ngờ đâu là nó làm cái chuyện đó rồi á, rồi nó nằm nghỉ nó mới tâm sự đó. Nó thấy tao hết rồi, con vợ tao hả, nó muốn xỉu ngang vậy đó. Rồi nó gian xin tao, nó năn nỉ tao vậy đó. Tao quá nóng vô nhào lại tôi hả, tôi tán cho nó hai bập tay. Rồi nó khóc quá trời luôn, nó năn nỉ tao. Rồi lúc đó hả, con tao nó giật mình nó dậy nó khóc, nó tưởng đâu cái gì á mà nó khóc. Tao mới nhào lại tôi ôm nó, nó nói nè ba nè con, ba nè con. Con đừng sợ, con đừng sợ, con chỉ là ba mẹ nói chuyện thôi chứ không có gì đâu con ơi. Rồi tao mới không khóc. Rồi tao mới nói là nỡ lòng nào mà em đối xử với tôi như vậy. Tôi á, tôi đi làm á, không quản ngại khó khăn nắng mưa gì hết, tôi đi làm tôi đem tiền về tôi nuôi em. Mà em ăn nằm với thằng này á, hồi nãy giờ tôi nghe hết hai câu chuyện của hai người nói rồi. Nếu mà hai người á đến với nhau á thì cứ việc đến với nhau đi. Còn con á, tôi bắt con tôi nuôi. Mà mày á, nên nhớ kỹ mặt tao nha mày. Tao không phải như vậy, nó hiện như vậy đâu. Mày á, mày coi chừng tao đó. Vợ của tao á, mà mày lén phén mày ăn nằm với vợ tao, mày còn rùa quến nó, kêu nó thôi tao nữa, mày chán sống rồi. Rồi lúc đó tao đang ẵm con của tao đó. Tao bỏ nó xuống, tao lợi tao nắm đầu á, tao đóng cho nó mấy đóng vô mặt, máu mũi máu miệng gì nó xịt ra. Rồi tao đá nó vô ngực, tao té xuống đất. Rồi nó mới quỳ nó lại tao, nó xin tao tha cho nó. Nói anh ơi, em biết lỗi rồi, anh tha cho em đi. Tại á, em với vợ của anh á là mối tình đầu của nhau, cho nên là không có sân rời xa nhau được. Anh tha lỗi cho em đi, từ giờ tới đi á, em không dám lén phén qua lại với vợ của anh nữa đâu. Nói á, tao thách mày luôn á, tao thách mày lén phén qua lại luôn á. Tao nói cho mày biết, trước sau gì tao với vợ tao cũng đường ai nấy đi hả. Mày muốn tiếc thương nó hả, thì mày đem nó về rồi mày nuôi đi. Đàn bà mà lăn lòn á thì suốt đời cũng lăn lòn hả. Mày đem về mày làm vợ của mày đi, trước sau gì nó cũng cắm sừng cho mày hả. Tao nè, nó cắm cho tao một cặp sừng bành kia nè. Rồi tới mày á là coi chừng á, nó cấm cái sừng á còn bự hơn cái sừng của con trâu nữa, nó cho mày biết. Rồi nó thừa cơ hội á, tôi ôm con của tôi rồi á, nó lẻn ra nó trốn mất tiêu luôn. Con vợ tôi nó thấy vậy nó năn nỉ tôi, nó xin tôi tha thứ cho nó. Mà tôi thấy con tôi muốn đứt ruột vậy đó, cho nên là tôi im tôi không làm tới nữa.
tôi ra ngoài tôi ngủ riêng với con của tôi tới sáng luôn. Còn con vợ tôi nó dậy, nó ra bộ, nó nấu ăn đồ này kia, nó kêu tôi ăn với con tôi ăn, nhưng mà tôi đâu có ăn. Tôi rỗng con của tôi chạy xe đi ra chợ, hai cha con tôi ăn không ăn. Rồi về nó ra bộ, nó nấu cơm, nấu nước đồ này kia, rồi nó xin tôi đồ này kia. Tôi thấy á, tôi tính là tôi với nó là ly dị, mà tôi nhìn lại con tôi nó còn nhỏ quá, cho nên là tôi không nỡ. Nó năn nỉ tôi quá rồi tôi cầm lòng không đậu, rồi tôi mới nói nó là cho một cơ hội cuối đó, nếu mà sửa đổi được á thì ở với nhau, còn không sửa đổi được á thì đường ai nấy đi đi. Rồi nó mới cảm ơn gói ít mình. Một ba ngày sau rồi nó mới mua đồ ăn đồ uống rồi về nè. Mà toàn đồ là ngon, đồ mắc tiền không mà tôm mực đồ cua ghẹ đồ gì đó. Rồi nó về nó làm cho tao ăn, mà tao có biết đâu nó mua thuốc mê ở đâu mà nó bỏ vô đồ ăn nữa đó. Rồi tao ăn tao ngủ mê rồi nào cũng hay luôn. Rồi tao nằm mê đó đó, hai đứa nó lấy giày nó trói tao lại. Nó hợp đồng với cái thằng người yêu của nó hồi nào cũng hay, nó lấy giày nó trói tao lại. Rồi đó, nó đem ra mé sông á, nó cột ba cục đá vô, đá bự nữa, rồi nó quăng tao xuống dưới. Tao chìm xuống dưới, rồi lúc đó tao đâu có chưa có chết mà, tao chỉ ngủ mê man thôi. Rồi xuống dưới tôi ngợp, tôi thở đâu có được đâu. Rồi một hồi tôi hết hơi, tôi đứt hơi, rồi tôi đi theo ông bà ông giải luôn. Rồi mất xuống đó rồi cái xác của ông là nó bị trói, bị dằn đá vậy, rồi cái xác của ông là người ta có tìm được không, người nhà có tìm được không? Có chứ, người ta cũng tìm cả 10 ngày đó, nhưng mà có gặp đâu. Rồi sao? Rồi sao mới tìm được? Mày biết làm sao không? Sao? Là cái xác của tao nó nằm ở dưới, chìm ở dưới rồi đâu có nổi lên được đâu, tại vì có đá dằn mà. Rồi cái bữa đó là có cái ghe cào bự lắm. Nó cào ngang vậy đó. Rồi á, cái viền lưới của nó hả, nó máng vô á, cái dây mà đá đó đó. Rồi cái máy nó ủi mạnh tới quá hả, rồi nó tưởng đâu là dính cái gì không hà. Rồi nó mới dở cái giàn cào lên, nó kéo lên, hai ba người kéo lên. Rồi lúc đó hả, cái xác tao nó lên theo cái viền lưới đó đó. Nó phụt lên, ôi ôi, ba thằng đó hả, nó thấy cái xác tao nó nổi lên một cái hả, nó ói mẹ ơi. Tại vì tao nằm ở dưới cũng 10 ngày rồi. Cũng muốn là gã rồi, nó thúi á, mấy thằng đó nó bụm mũi bụm miệng nó ói hả, lạ, nó mới báo công an. Rồi công an nó tới lôi cái xác tao lên khám nghiệm đồ này kia. Rồi cuối cùng có phát hiện được là vợ ông với người tình sát hại không? Có chứ, họ điều tra được một thời gian đó. Rồi á, thấy cái hành tung của cái thằng đó đó với con vợ của tao á, khả nghi quá. Rồi á, mới là mời về trụ sở đó. Mới làm việc rồi mới điều tra, rồi hai người mới khai nhận là mua thuốc mê cho tao uống, tao ăn đó, rồi cột đá tảng vô rồi luyện tao xuống sông đó. Rồi rút cuộc là họ bị có bị xử ấy không? Có chứ, họ bị pháp luật trừng trị rồi. Tử hình hay gì? Đúng vậy. Rồi trong tên gì? Tao tên là Điền. Rồi lúc mà Dông mất là Dông bao nhiêu tuổi? Lúc tao mất 38 tuổi. Rồi lúc đó là quê của Dông ở đâu? Ở đây luôn hả? Ở Đồng Tháp hả? Đúng rồi, quê tao Đồng Tháp nè.
Rồi từ lúc đó tới giờ là cứ dắt dưỡng dưới sông rồi đi lại tới cái chỗ này là chiếm hữu chỗ này luôn. Đúng vậy, tao thấy cái cầu này im quá đó, rồi tao trú ngụ ở cái cầu này luôn. Rồi, chỗ này có gì đâu im, lạnh lẽo thế mồ. Thôi bây giờ như vậy, thì qua câu chuyện mà ông kể tôi thì tôi cũng nghe cũng biết rồi. Như ông cũng đã biết được đó là cái tình hình đó, là vợ của ông với người tình thì cũng đã bị pháp luật trừng trị rồi. Nhưng bây giờ chắc tôi biết chắc là do cái tình trạng là ông mất ở dưới sông như vậy đó, rồi không có ai trục dông đồ lên, phải không? Trục hồn đồ lên, cho nên là dắt dưỡng như này hoài không có đi siêu thoát được, phải không? Chứ gì nữa, có ai đâu mà biết trục cái dông của tao lên đâu, cho nên là tao cứ ở theo cái đường sông này nè. Thôi bây giờ ngày hôm nay tôi đến đây thì cũng có cái cơ duyên tôi với dông gặp với nhau, thì cũng chút xíu nữa cũng bị dông xô lọt xuống đó, chút xíu nữa cũng đi theo dông rồi, nhưng mà cũng may mắn rồi dắt về trên che chở. Rồi bây giờ cúng kiến rồi cho ăn uống đồ này kia là no nê rồi, bây giờ tới cái phần tiếp theo là bây giờ là tôi cũng muốn giúp đi về chùa để cho tu hành đi, về đó thì được tu hành nè, rồi về đó thì có ăn có uống hàng ngày nè, có nơi ấm áp để trú ẩn. Chứ bây giờ ở đây ở trong cái nơi vậy, cái cầu này thì nói chung thì nó vậy thôi chứ nó có được an toàn đâu, có được ấm cúng gì đâu. Đó, thôi nghe lời tôi đi về chùa để tu đi, rồi mình về đó mình học Phật, học Pháp, học luật nhân quả, học đạo lý lẽ sống, để mình là học được cái căn cơ cơ bản của cách đối nhân xử thế nè, những cái điều đúng điều sai. Nó là mình học Phật, học Pháp để mình khơi mở cái lòng từ bi của mình ra, để mình đối xử giữa người với người không dùng những mưu sâu kế hiểm để hại nhau. Đó, như vậy thì mình sẽ mới có được cái cuộc sống nó an lạc, nó thanh tâm hơn. Sao ông thấy sao? Thấy những lời tôi nói vậy là sao? Thôi mẹ ơi, tao không đi đâu mẹ ơi. Sao không đi? Mình nghĩ coi, tao chết ở dưới nước á, rồi cái hồn tao nó lẫn quẩn theo cái con kinh này thôi. Tao có biết chùa chuyện ở đâu đâu mà tao đi. Thì bây giờ quan trọng là ông có chịu đi hay không. Đi thì tôi giúp cho đi chứ có gì đâu mà đấy. Cái gì? Mày nói sao? Mày giúp đỡ cho tao đi hả? Đã tao nói từ đầu tới giờ rồi mà. Từ lúc mới gặp ông tôi đã nói rồi. Tôi muốn cúng cho ông ăn uống xong rồi tôi muốn giúp cho ông đi về chùa để ông tu hành. Mày nói thiệt hả? Nói thiệt chứ nói chơi cái gì? Nếu mà được như vậy thì hay quá. Ôi ôi, tao ở cái khúc sông này lạnh lẽo, đói khát khổ sở lắm mày ơi. Không được ăn uống gì đầy đủ đâu. Vậy là bây giờ là chấp nhận đi đúng không? Đúng rồi. Mà về trển có được ăn uống đầy đủ ngon vậy không mày? Sao không được, trời ngon hơn nữa. Cơm nước đầy đủ. Bữa nay tại vì nãy rớt cái chai nước mất tiêu rồi, không có nước uống luôn thấy không? Ôi, tao nghe là tao phái rồi đó. Vậy bây giờ chấp nhận đi phải không? Đúng rồi. Chấp nhận đi thì giờ chấp tay lên đi rồi tôi sẽ giúp cho đi. Và quan trọng nhất là trong cái giai đoạn chấp tay lên á thì cũng phải niệm với tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, niệm Phật thành tâm vô để mà rồi tôi làm phép rồi tôi giúp cho đi về chùa để trình diện, rồi các sư các thầy sẽ đưa vào các cái lớp đó để mà tu. Nhất trí, tao biết rồi, tao sẽ làm theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, thì kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, như cái nhà mình xem video thì cái nhà mình đã cũng đã nghe rất là rõ về cái câu chuyện của cái chết cũng như là cái nguyên nhân dân mà khiến cho cái vong linh này vất vưởng rồi đó. Thì hiện tại thì giờ cũng đã chắc cũng khuya lắm rồi, chắc giờ này chắc cũng 2 giờ mấy rồi cả nhà, giờ cũng quá khuya rồi. Và bây giờ chắc là để nói chung sẽ tranh thủ nói chung sắp xếp dọn dẹp cái chỗ này để nói chung đi về nghỉ ngơi tí cái nhà. Nói chung thì ngày hôm nay thì khi mà đến đây thì gặp một cái câu chuyện vô cũ vong linh này kể thì cũng khá là hy hữu. Thì nói chung trên đời này cái chuyện gì nó cũng có hết rồi cả nhà, nó không có cái chuyện gì mà khó hết, quan trọng là có giả tâm hay không. Vậy rồi thì đến đây thì Lê Trung xin phép khép video lại tại đây nha cả nhà. Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.